Đầu tháng 8 năm 2023, nhiều bạn đọc phản ánh tới báo Sài Gòn Giải Phóng về những bất cập khi dùng ứng dụng định danh điện tử VNEID để đi làm các thủ tục hành chính như nộp thuế, làm thủ tục tại sân bay, làm thủ tục khám chữa bệnh. Và bất ngờ nhất là sự xuất hiện của người lạ có quan hệ là con, là cháu, là chủ hộ của người dùng. Ông H ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 bức xúc. Khi ông mua điện thoại di động mới, ông đã cài đặt ứng dụng VNEID nhưng không sử dụng được. Lúc này ông mở ứng dụng VNEID trên điện thoại cũ thì thấy bên trong chỉ có ông và cha mình, trong khi gia đình ông có hơn 10 nhân khẩu. Sau đó ông H mở ứng dụng VNEID trên điện thoại của mẹ mình thì phát hiện có thêm 4 người lạ trong nhân khẩu, trong đó có một người lạ tên Nguyễn Thị Mạnh là chủ hộ trong gia đình ông. Người dân cho biết ngoài việc xuất hiện người lạ, đôi khi ứng dụng VNEID không thể tích hợp giấy phép lái xe, còn sai sót về thông tin cư trú. Một bạn đọc ở huyện Bình Chánh cho biết cuối tháng 7 năm 2023, ông đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội. Khi ông dùng VNEID, đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục tại sân bay, thì nhân viên sân bay lại yêu cầu ông xuất trình căn cước công dân. Tương tự, bạn đọc tên A ở quận 10 cũng phải đưa thêm sổ bảo hiểm sau khi đã đưa căn cước công dân gắn chip để làm thủ tục khám bệnh ở bệnh viện quận 10. Ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra người đàn ông tử vong trong vườn tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Trước đó, người dân tại ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long phát hiện một thi thể nam giới đang trong tình trạng phân hủy nặng ở trước một chòi lá. Bước đầu xác định người đàn ông tử vong là ông T, 71 tuổi, ngụ ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, phát hiện bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép trong vườn nhà dân tại đồi Luồng thuộc thôn Thành Công. Khu vực khai thác vàng trái phép thuộc khu đất hơn 4 hectare của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Thành Công. Trước đây khu đất này trồng cây lâu năm, nhưng sau được ông Hùng cho thuê lại để làm vườn ươm cây gió. Sau khi cho thuê, khu đất của ông Hùng bất ngờ được xây kín lại bằng gạch, dựng tôn. Bên ngoài không thể quan sát được bên trong. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 14 đối tượng khai thác vàng trái phép, đều đến từ tỉnh ngoài như Lai Châu, Yên Bái. Ngày 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bé Tư, 62 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 23 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, ngày 1 tháng 5 năm 2022, Trần Thị Bé Tư cùng chồng hờ là ông Dê đến nhà người quen ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chơi. Tại đây có cháu T, nam, thời điểm bị xâm hại 6 tuổi, V, nam, 11 tuổi, con riêng của ông Dê, và A, nữ, 10 tuổi. Trong ngày 2 tháng 5 năm 2022, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, Bé Tư đã xâm hại bé gái. Chưa dừng lại, Bé Tư còn thực hiện hành vi xâm hại tình dục với hai bé trai. Hành vi của Bé Tư đã gây ra một số tổn thương ở bộ phận sinh dục của ba bị hại. Ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Học, 41 tuổi, phó giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Capla tại Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản. Điều tra ban đầu vào tháng 6 năm 2022, ông Học được bổ nhiệm làm phó giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung của công ty cổ phần Capla, ngành nghề kinh doanh chính là mua bán ô tô. Tháng 9 năm 2022, công ty này thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng, văn phòng đặt tại đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Thời gian này, ông Học được giao nhiệm vụ là người đứng đầu chi nhánh và được giao toàn quyền quyết định việc thương thảo, ký các loại báo giá, các hóa đơn bán hàng, các loại hợp đồng mua bán, ký gửi ô tô, phát sinh tại khu vực miền Trung. Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong việc mua bán xe và nhận tiền tạm ứng, ông Học chỉ hoàn trả cho công ty với tổng số tiền 560 triệu đồng, còn lại để tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng. Công an xác định ông Học đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của công ty cổ phần Capla. Sáng ngày 10 tháng 8, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì buổi làm việc với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Hà Tĩnh để điều tra vụ hai người nhận là chủ nhân xe Honda Dream, biển số 38F8-8888.
Theo đó, tháng 7 vừa qua, anh Đê ở Hà Tĩnh đăng tải công khai trên mạng rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003, biển số 38S88888 với giá 288 triệu đồng. Tuy nhiên mới đây anh T làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông tin cho rằng bản thân anh mới chính là chủ sở hữu biển số trên. Anh T gửi thêm hình ảnh chiếc xe Dream biển số 38F88888 đang được người thân sử dụng và phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công an huyện Can Lộc cấp vào tháng 3 năm 2014. Trong này thể hiện chủ xe đăng ký lần đầu là một người ở huyện Cẩm Xuyên vào năm 2003. Sự việc này cũng đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội bởi trong giấy đăng ký xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38F88888 của anh D do Công an thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 8 tháng 5 năm 2023 thể hiện có số khung, số máy trùng với giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của anh T được Công an huyện Can Lộc ký xác nhận vào năm 2014. Hiện cơ quan công an đang điều tra và sẽ mời một số bên liên quan lên làm việc để làm rõ vụ việc.